Em tên là Nguyễn Thị Ngọc An, sinh năm 1992. Em quê quán ở Tiền Giang và hiện tại là em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. An đang làm công việc gì tại thành phố Hồ Chí Minh ha? Em là giáo viên mầm non chị. Ở quận mấy An? Dạ em đi dạy ở Bình Thạnh anh. Rồi mời em trai. Dạ là đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh. Rồi chào con. Dạ em chào chị Nam Thư. Dạ, dạ. Kính chào toàn thể quý khán giả. Em là Trịnh Hoàng Tuấn, năm nay 29 tuổi, đang làm quản lý cửa hàng vật tư thú y. À. Ở, em đến từ Sóc Trăng. Nhưng mà làm việc ở đâu? Dạ làm việc tại nhà luôn ạ. Ở huyện nào? Dạ Kế Sách ạ. An, em nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình. Điểm mạnh của em thì hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ. Và em biết được nấu ăn, biết làm bánh, biết thiêu thụ may vá. Về điểm yếu của em thì đôi khi là hơi lì một tí. Cũng hơi ngông ngông một xíu, giống như là mình bướng bỉnh. Mà lì là sao? Ngông ngông là sao? Em rất là ham đi chơi. Thì đôi khi nhiều khi mẹ em không cho đi chơi xa. Nhưng mà cũng ráng năn nỉ làm sao là xin cho bằng được để đi. Không cho đi em hơi buồn xíu. Mà ham đi chơi là chơi xa là đi chơi đâu? Đi chơi làm sao? Dạ chẳng hạn như là hai đứa gái mà đi xe máy đi Đà Lạt đó chị. À là đi phượt đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ con nói điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương biết đi. Điểm mạnh của con là con thạo về bên tin học để xử lý đồ họa. Nếu mà đi chơi chung thì con bao đẹp luôn, chụp hình bao đẹp. Với con biết nấu ăn nữa, không biết về nhà sau này không biết ai dành nấu ăn nữa. Mình có mấy mối tình rồi? Từng trải qua một mối tình cũng 6 năm trước rồi. Yêu mấy năm? Dạ, được 3 tháng rồi. Ủa yêu gì nhanh dữ vậy? Con làm ở Sóc Trăng rồi, bạn đó làm ở Cần Thơ nên nó không có gặp thường xuyên được. Yêu xa. Sóc Trăng, Cần Thơ sát bên có mấy chục cây số à. Còn bây giờ lên tới Sài Gòn yêu cô gái Tiền Giang này nó còn xa hơn nữa thì sao? Đó là con không có điều kiện rồi, bây giờ con có thể là con thuê xe chạy luôn qua tới chỗ luôn gặp cũng được vậy. À tức là giờ ông chủ rồi, xưa chưa ông chủ đúng không? Dạ đúng rồi đó. Giờ bán thuốc xong lấy xe chở thuốc đi qua thăm bạn gái luôn. Dạ bỏ hàng sẵn đi chiến thăm đó cũng được. 6 năm rồi chưa có người yêu luôn. Dạ. Bạn đàn gái sao? Dạ em thì cũng có 3 mối tình cũng chóng vánh như vậy anh. Nó không tròn 1 năm là nó đã chia tay rồi. Bây giờ ví dụ đi ha, mình bấm nút hẹn hò, mình có chịu về Sóc Trăng làm cô giáo với Sóc Trăng không? Nghề của em thì đi đâu cũng được hết, quan trọng là ở nơi đó có người thương em. Anh bên kia nghe chưa? Dạ, rõ luôn rồi. Nếu mà được, dạ, có câu chị gì để bên nhà gái, bên An đồng ý không nè? Mình cứ hẹn gặp nhau trước đi, rồi mấy chuyện đó thì phải từ từ cảm nhận nữa. Sao nói chứ quớt gì trời. Không lo cho người ta gì, tự nhiên chưa gì. Nếu mà được anh với em đến với nhau thì anh hứa sẽ đưa em về Sóc Trăng. Dạ. Rồi mở cửa một cái trường hay lớp đó, hoặc đưa em vô một trường nào nói với ba anh xin. Ví dụ vậy, thử ơi nói lại bên kia nghe coi sao. Em ơi, nếu tụi mình tiến tới nhau được á, thì khi bà Sóc Trăng đi, anh sẽ lo cho em được kể cả công ăn chuyện làm. Có thể là làm trong trường cũng được, cũng có thể về nhà mình mở cơ sở tư nhân cũng được. Trời. Còn không thì em tiếp anh cũng được. Em không có biết chích gà, chích vịt đâu anh. Dạ không, em chỉ cần là chăm sóc mấy con chó đẹp đẹp là được rồi. Cạo lông, ổ lộn, tỉa lông với là móng. Là từ chăm sóc trẻ quay qua chăm sóc chó rồi. Dạ, mấy bé cũng dễ thương lắm chị. Ta đang cô giáo mầm non chuyển qua chăm sóc chó, cạo lông chó. Không, cái tỉa lông, tỉa lông. Tỉa lông chó hả? Dạ. Nhưng mà mình về mình làm bà chủ. Nó không, khác. Tôi không thích. Bây giờ tôi thích dạy con nít à, tôi thích chăm con nít à. Sao bé? Dạ, em gõ đầu trẻ chắc dễ hơn gõ đầu chó anh. Không, mấy bé nó dễ thương lắm em ơi. Em thận thử đi. Nói chung là một bên có tình yêu với chó, một bên có tình yêu với trẻ con. Đúng. Nói chung là chuyện ai nấy làm đi. Dạ chắc em đi dạy buổi sáng rồi buổi tối em chăm sóc chó cũng được. À cũng được à. Được. Khuya vô chăm sóc ảnh. À đó. Được. Hợp lý. Cũng mệt ha. Mệt hả. Bây giờ nè em thích tìm một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là phải chững chạc, có cái sự nghiệp ổn định. Đây tao chững chạc rồi, có sự nghiệp ổn định rồi. Em cũng quan trọng cái nhìn đầu tiên, nếu mà có thiện cảm thì sẽ tiến xa hơn được. Rồi, được rồi. Còn em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Tiêu chuẩn lý tưởng của em thì cao trên 1.5 m thôi. Tính tình dịu dàng, có thể giao tiếp tốt. Mà thôi cô giáo quá tốt rồi. Ừ, đúng rồi, cô giáo là được rồi. Vậy em thích đứng bán hàng, đứng quầy bán hàng không em? Thì cái đó thứ bảy chủ nhật em không đi dạy thì chắc làm được á anh. Em chấm rồi đó.
nghe giọng nói của bạn, em có thể tưởng tượng ra An là một cô gái như thế nào? Ngoại hình nhỏ nhắn, xinh. Khuôn mặt thì có đầy đặn đó. Bên đàn gái anh thấy rồi, mới có niềng răng. Thành ra là nhìn chưa thấy rõ cái nụ cười nữa. Mở cái niềng răng ra, nụ cười nó sáng trưng. Đại khái như vậy. Mình gặp Sóc Trăng trước đi ha. Dạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dãi nắng. Xin chào MC Quyền Linh, MC Nam Thư. Dạ. MC rất dễ thương. Xin chào quý vị khán giả trường quay. Xin chào quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Thì tôi là Hải Triều, cha của Trịnh Hoàng Tuấn. Thì thấy cũng được rồi, thì tùy theo cái cảm xúc của con thôi. Về có lo chủ làm cho con dâu tương lai. Dì sức, dì sức đi thôi. Được ha, dì dạ, sức dạ, ha. Dạ, dạ, cảm ơn đàn trai. An hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với dì và bạn thân của em. Dạ, em chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, dạ chào quý vị khán giả. Em là bạn thân của An. Bạn bên đây thì rất là hoạt bát, hòa đồng, thấy tính hơi trẻ con xíu. Anh thì thích vui, thành ra là hay chơi với mấy đứa nhỏ chứ không thích chơi với mấy đứa lớn hơn. Bạn em thì mỗi ngày đều chơi với các bạn nhỏ rồi á. Có lẽ như bạn em sẽ thích người chững chạc hơn xíu. Còn bây giờ hỏi mẹ chút đi. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Dạ, chào dạ, cô. Cái nhìn đầu tiên thì đồng ý. Tính cũng nít thôi nhưng mà suy nghĩ người lớn rồi. Có chú đây nè. Chú hứa gì với bạn gái thì nếu như mà hai đứa đến với nhau. Xin chào chị Xui đi. Trời ơi. Vô luôn. Dạ, đại diện nhà trai thì nói xin là nếu mà nàng này là cô dâu thì đó, thì đàn trai sẽ lo cho hết mình luôn để là làm sao cho đàn gái vui lòng. Dạ. Bên đàn gái cũng cảm ơn. Dạ. Dạ, xin cảm ơn chị. Dễ trời thương ơi. Rồi. Thấy chưa? Tiền Giang Sóc Trăng nè. Đó. Rồi bây giờ mở rào coi hai đứa nói chuyện sao nha. Rồi. Mình mở tính tiếp. Cửa trái tim nè. Lần đầu tiên chào em, anh có một món quà này tặng em làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Em cũng có tự theo một bức tranh thì muốn gửi đến anh. Cái câu châm ngôn yêu thích nhất đó là tâm an vạn sự an. Thì khi mà mình bình an thì cơ sẽ có thể là làm những điều to lớn hơn nữa. Cảm ơn em. Bạn làm ở cho công giáo mầm non rất lâu chưa? Em đi dạy được 4 năm rồi. Ồ, lâu rồi ha. Dạ. Không biết là lúc nãy bạn có ấn tượng gì không? Tự nhiên bạn không biết lúc nãy giờ mình đã gây ấn tượng gì chưa? Thì em thấy anh cũng vui vẻ, hòa đồng. Mình có cái suy nghĩ chững chạc. Mình có biết lo tính về sự nghiệp tương lai sau này. Thí dụ mà đi xem phim á, thì em đã thích thể loại nào? Tùy là cái độ hấp dẫn của bộ phim. Nhưng mà nếu mà xem tình cảm sức mướt quá thì em cũng sức mướt theo. Anh thích xem thể loại phim nào? Mấy loại bùm bùm chéo chéo cho nó vui vậy mà. Với yeah. Thân lâu lâu rồi cũng hài đi cho nó vui. Anh thích vui mà. Trời ơi, bạn gái mà hỏi vậy là phải trả lời anh thích coi phim ma, để vô phim ma kế bên. Á, em sợ quá. Không có đó, em không có sợ. Nhưng mà bạn gái sợ, trời ơi, thiệt tôi đang chỉ chiêu cho ông đó thiệt. Tôi khổ ông ghê. Cảm nhận lần đầu mà khi mà gặp mặt nhau thì anh có cảm nhận như thế nào? Có đúng như những gì anh tưởng tượng không? Đúng là tưởng tượng thì có nghe giọng thì đúng là đầy đặn. Và cũng có giọng nói cũng là tốt. Thế không biết em có... phải rồi, cô giáo trường mầm non phải giọng nói hay rồi mới được rồi. Cái này là hình mẫu chung thì mọi người đặt cho cô giáo mầm non thôi. Nhưng mà cũng có cô cao, cô hấp ốm hay là hát hay hay là hát không hay. Điển hình như em chắc là phiên bản lỗi của cô giáo mầm non á anh. Em hay đi phượt lắm hả? Dạ, thì cái đó là giống như đam mê, mình thích đi khám phá, đi... Nhưng mà thích hơn mình đi bằng xe máy. Anh thì hồi đó cũng hay đi lắm mà giờ không có cái dịp đi nữa rồi. Dạ, thì nếu mà có cơ hội thì mình cũng thể mình tham gia một chuyến đi chơi nào đó để mình giống như thả đam mê khám phá của mình. Hình như em nghe nói là anh biết về đồ họa IT đúng không ạ?
À, anh cũng chuyên về đó lắm. Đó là chuyên ngành của anh hay là thế nào? À, đó nghề phụ thôi. Đang thành phố thì có thể làm ngày cuối tuần đó thì em có thể là bắt xe lên không chừng, hẹn trước một bữa đi. Thích sở thích là nuôi chó, như vậy thì có nuôi các thể loại nào khác ngoài động vật đó không anh? À, anh nhà anh thì không có nuôi, anh chăm sóc giùm người ta thôi. À, ví dụ như là em nuôi hay các kiểu đó anh? Là ngoài nuôi chó có nuôi người nào thêm không á, ý là vậy á? À không, nuôi người phải chăm sóc khác chứ đâu có giống được. À có nghĩa là cũng có nhưng mà cái cách chăm sóc khác đúng không anh? Dạ. Khoan, em có hiểu ý bên này hỏi không vậy? Hỏi có em, có em gái mưa, có em gái mưa, em gái mưa gì không vậy? À thôi em không em mưa đi. Có không? Không, em gái mưa là gì vậy? Em biết ạ. À. Không, em gái mưa là gì vậy? Em biết ạ. À. Chị có em gái nuôi rồi vậy không? À, dạ có. À, dạ có. Có mấy đứa em gái nuôi? Có mấy mấy rồi nuôi làm sao? À, kiểu như chơi chung vậy thôi à. Rảnh thì rủ tụi nó đi chung với Nguyên Băng đi. Ê chà. Rồi ví dụ bây giờ có bạn gái, đó là An về, An nói An không thích em gái nuôi, em gái mưa, em gái mương thì sao? Thì chắc mình tăng cấp độ quan tâm lên so với bên kia. Nhưng mà bên kia vẫn quan tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái mức giới hạn, mức dừng lại của mình là như thế nào? Cái đó chắc anh phải trải nghiệm anh mới có phân biệt được. Tại giờ anh chưa có trải nghiệm nên khó nói quá. Nhưng mà em chăm sóc em gái, em nuôi em gái mưa ở quê em chăm sóc làm sao? Tức là chỉ rủ đi ăn này kia thôi hay dạ, sao? Dạ đúng rồi, chỉ rủ đi ăn thôi, 5-6 đứa lận. Anh dắt đi nguyên nhóm đó là 5-6 bạn là gái hết luôn đúng không? Ờ, trai gái có đủ hết, tại anh thích vui. Ý em gái mưa có nghĩa là mặc dù nói tiếng mang tiếng nghe bạn bè, em gái này kia, nhưng mà thực sự là tình cảm lại trên mức em gái, em thân, em ruột của mình. Cho nên là ý em hỏi là anh có như vậy hay không? Cái đó là anh chưa có nè. Giờ thực chất á, cũng chưa biết gái mưa là gì luôn. Đúng rồi, chưa hiểu luôn đó. Em hiểu không? Ở dưới quê người ta chân chất lắm chứ không phải như Sài Gòn mà. Em gái mưa, em gái bão, em gái sông, em gái mưa, em gái mắng xối gì đó tùm lum hết trơn. Ở dưới quê là em gái, người yêu là người yêu. Đúng không à, Tuấn? Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Trời ơi, nhà tôi ở bên kế bên kế sách tôi biết mà. Bây giờ thì chúng ta trò chuyện rất là lâu rồi. Chúng ta cảm nhận lại chút xíu nữa. Suy nghĩ cho nó kỹ. Chuẩn bị 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao Tuấn không bấm? Dạ em cảm xúc của em thì giống như là em gái của em thôi. Mình phải làm đúng theo cảm xúc của mình. Cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Chúc cho các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình ha. Rồi. À, cảm ơn em. Cảm ơn em. Thật sự mà rất là khó. Mình không thể kết nối những cái người mà không cùng rung động trái tim nhau cả. Và chúng tôi cũng không thể cố gắng bằng mọi giá khi chúng tôi thấy hai người không hợp. Hy vọng rằng có rất nhiều khán giả truyền hình sẽ bấm nút cho hai bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi tiếp theo.